Các bạn, chiếc xe mà mình đang đi đó chính là xe sỏng thẻo. Xe sỏng thẻo nó sẽ đi hai địa điểm. Mình đi chiếc xe này từ Quát Độc Mái đến đường Chơ Rinh Rung. Và đây là đường Chơ Rinh Rung. Bây giờ mình đang chờ xe buýt số 1. Xe buýt số 1 vừa mới tới. Bây giờ đi lên xe. Xe buýt số 1 này sẽ chạy từ đường Chơ Rinh Rung, đi ngang qua Jawarat, có nghĩa là phố Tàu, và đi đến Sa Nẵm Luộng, có nghĩa là khu vực cung điện nhà vua. Mình thì rất thích cái cảm giác đi xe buýt ngồi trên cửa sổ và nhìn ra đường, nhìn xe chạy. Tuy nhiên đường phố Bangkok thì luôn luôn kẹt xe. Bây giờ là buổi trưa nhưng mà xe cũng rất là đông. Hơn nữa xe buýt thì phải ngừng trạm cho nên đi rất là lâu. Tuy nhiên nếu các bạn có thời gian thì chúng ta cũng nên trải nghiệm đi xe buýt để nhìn thấy đường phố Bangkok như thế nào. Ở Thái Lan thì xe buýt có 3 loại. Loại mà mình đang đi là loại rẻ tiền nhất, tiếp đến là loại có máy lạnh, và một loại thứ ba người ta gọi là BRT, nó sẽ đi một tuyến đường đặc biệt dành riêng cho nó, vì vậy sẽ không có kẹt xe và đi rất là nhanh. Nạn kẹt xe ở Bangkok cũng là một nỗi khiếp sợ của người dân ở đây. Có những người họ có xe hơi nhưng mà họ cũng phải đi bằng các phương tiện công cộng, ví dụ như là BRT, MRT, có nghĩa là tàu điện trên không và tàu điện ngầm. Bởi vì những phương tiện đó thì đi rất là nhanh và không bị kẹt xe. Nhiều khi bạn có xe hơi nhưng mà khi mà bạn đi đến một địa điểm nào đó, bạn phải ngừng xe ở một chỗ rất là xa và đi bộ lại, có khi phải đi bằng tàu điện lại. Vì thế cho nên người Thái họ rất là ngại để đi xe hơi. Thì vào những giờ cao điểm, bạn sẽ không bao giờ đón được chiếc taxi nào. Mặc dù bạn có thể trả thêm tiền cho tài xế, họ cũng không chạy. Và hơn nữa, nếu buổi tối, nếu các bạn muốn đi đến một khu vực xa, nhiều khi taxi họ cũng từ chối bạn. Bởi thế, khi ở Thái Lan thì nếu bạn dùng tiền để giải quyết những yêu cầu của mình, đôi khi cũng rất là khó khăn, phải không ạ? Ở Thái Lan thì tất cả những phương tiện công cộng thì người Thái họ thường phải xếp hàng, ngay cả đón taxi, đón xe ôm, đón xe buýt, vân vân. Và taxi ở Thái Lan thì thường họ sẽ ra giá nếu như mà họ biết bạn là khách du lịch. Tuy nhiên, mình có một cái lời khuyên là bạn không nên đi những taxi đó và phải yêu cầu họ bấm con meter, bởi vì giá của taxi ở Thái Lan thì còn rẻ tiền hơn rất nhiều so với taxi ở Việt Nam. Tới đây thì mình đã sắp tới phố tàu Jawarat. Và những ngày này thì người Thái gốc Hoa ở Thái Lan họ đã xin nghỉ việc để chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Đán. Họ sẽ đi mua sắm trang hoàng nhà cửa, vân vân. Cũng giống như người Việt của chúng ta. Đây là một ngôi chùa nằm ở đầu đường Jawarat.
được xây dựng với một kiến trúc theo kiểu của người Hoa. Ở khu vực này thì có rất nhiều ngôi chùa theo kiến trúc của người Hoa, xen lẫn với lại kiến trúc của người Thái. Điều bắt gặp đầu tiên của các bạn khi đến đây vào những giờ này, vào những thời điểm cận Tết này là những chiếc lồng đèn đỏ. Họ treo rất là nhiều. Và ban đêm những chiếc lồng đèn này sẽ được thắp sáng lên, tạo nên một con đường Jawaharat mang đầy hình ảnh của Trung Quốc. Khu vực này ban đêm thì có rất nhiều hàng quán và đồ ăn. Mình đang mới đi ở phía đầu đường cho nên các bạn thấy không khí vẫn chưa có gì gọi là nhộn nhịp lắm. Có một số các quán ăn họ đã nghỉ Tết sớm hơn và họ đang chùi rửa, dọn vệ sinh để chuẩn bị cho năm mới. Tuy nhiên cũng có một số hàng quán khác họ vẫn tiếp tục hoạt động. Bởi vì khu vực này ban đêm khách du lịch sẽ rất là đông. Và mình đã sắp tới khu vực được gọi là náo nhiệt nhất ở Jawaharat. Đó chính là khu chợ. Đây là một tiệm hủ tiếu rất là đông khách, người ta phải xếp hàng để chờ đợi để được vào ăn. Và chúng ta sắp đến khu chợ của đường Jawaharat. Bây giờ các bạn sẽ thấy người bắt đầu rất là đông. Nơi đây chúng ta thấy họ bán những cái lồng đèn đỏ, những cái bao lì xì, những cái liễn phướng để về trang trí Tết.
những chiếc áo đỏ đi ra đường, cho nên khu vực này họ bán áo đỏ rất là nhiều, từ áo thun cho đến những cái áo làm bằng gấm, may theo kiểu của người Hoa. Cả các khách du lịch họ cũng ham vui và họ mua những cái áo này để họ mặc, để họ đi dạo nhân ngày Tết Nguyên Đán ở Thái Lan. Người Thái thì họ không có ăn Tết Nguyên Đán. Hai cái Tết lớn nhất của người Thái đó chính là Tết Dương Lịch và Tết Song Khan của người Thái. Vào Tết Dương Lịch thì đặc biệt rất là đông, nhất là đêm giao thừa vì có bắn pháo bông. Tuy nhiên Tết Song Khan thì họ thường chơi tạt nước. Còn Tết Nguyên Đán của người Hoa thì họ múa lân múa rồng. Ở đây bán những cái bánh mứt và đồ ăn. Mình sẽ ghé vào bên trong khu chợ này một tí xíu cho các bạn hình dung những cái mặt hàng bán ở phía trong. Nó cũng tương tự như cái đường của mình đi, nhưng mà hồi nãy cái lối bên kia thì rất là đông người cho nên mình không có thể đi vào được. Phía bên trong còn rất nhiều gian hàng. Bạn đi thẳng cái đường mà mình đang đi và có những cái đường cắt ngang qua. Trong đó thì bán rất nhiều các mặt hàng của Trung Quốc. Các bạn tha hồ mà chọn lựa. Từ quần áo, giày, dép. Quần áo thì khu vực này bán không nhiều bằng các trung tâm thương mại. Tuy nhiên các phụ kiện, giày, dép cũng như các đồ của Trung Quốc thì ở đây rất là nhiều. Phía bên trong các khu chợ có những con đường tương tự như thế này, chằng chịt với nhau giống như bàn cờ. Các bạn có thể khám phá khi các bạn đến đây. Và các bạn lưu ý rằng khu chợ như thế này phía bên trong chỉ hoạt động vào ban ngày. Khoảng 6 giờ chiều thì họ đã bắt đầu dọn hàng quán và họ sẽ không còn bán nữa. Tuy nhiên, phố tàu Jawaharlal vào ban đêm thì trên trục đường chính, nếu các bạn thích thưởng thức những món ẩm thực ngon, lạ, các bạn có thể đến đây. Có rất nhiều hàng quán bán ở trục đường chính Jawaharlal, phía đường lúc nãy mà mình đang đi vào. Như các bạn đã nhìn thấy, có những cái đường nhỏ nhỏ ở trong đây. Tất cả những cái đường này đều có bán những cái đồ mà các bạn vừa thấy. Các bạn mặc sức mà chọn lựa, tuy nhiên để đi hết cái chợ này thì phải nói rất là mệt, bởi vì rất là rộng. Và mình đang đi ra phía trục đường chính đường Jawaharlal. Và các bạn đã thấy là cái đặc biệt của Jawaharlal là các bảng hiệu làm theo kiểu của người Hoa, họ sẽ gắn ngang qua cái trục đường. Có nghĩa là mình đi từ xa là mình đã thấy cái bảng hiệu của họ rồi. Và ban đêm những cái bảng hiệu này sẽ bật đèn lên rất là đẹp.
Và nếu các bạn muốn tự đến Jawarat, cách tốt nhất các bạn có thể đi MRT đến trạm Hủa Lâm Phùng để đến được Jawarat. Nếu các bạn yêu thích du lịch Thái Lan, hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo về Thái Lan. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về Thái Lan tiếp theo.